Em kính chào các bác. Em có một món đề co rất là hữu ích, dòng đồng hồ lộ cơ hoàn toàn các bác nhé. Đồng hồ lộ cơ thì các bác nhìn ở trên màn hình thì đương nhiên là mặt đồng hồ gọi là lộ cơ thì nó lộ hết, máy rồi rác là răng cưa lộ hết, còn ở dưới thì là trục xoay của kim dây các bác nhé. Đồng hồ rất là đẹp. Các bác bày trang trí thì ok lắm ạ. Có chiều cao là 46 cm và chiều ngang là 22 cm. Đấy. Bên em thì không chuyên những cái dòng giả cổ như này nên là em sẽ bán cắt lỗ cho các bác chiếc đồng hồ giả cổ còn 4,5 triệu các bác nhé. Các bác nhìn và ngắm chiếc đồng hồ giả cổ thì phải nói là rất đẹp, cực kỳ đẹp, là hàng bãi nhưng mà các bác nhìn nó không khác gì hàng mới đâu ạ. Đây em quay thành vách bốn xung quanh cho các bác nhé. Đẹp lắm các bác ạ. Đây các bác nhìn thành vách nhé, chạm khảm điêu khắc rất là rõ nét, nổi bật. Đây, đằng sau. Đây, các bác nhìn tổng thể nhé, một chiếc đồng hồ giả cổ. Đây, chiếc này là của Nga các bác ạ. Đấy, chạy bằng pin, lộ cơ hoàn toàn. Giá em sale sập sàn cho các bác là 4,5 triệu. Các bác có nhu cầu sản phẩm thì các bác alo cho em theo số ở trên màn hình. Đây ạ. Số điện thoại 0983698887 hoặc các bác qua địa chỉ trực tiếp. Các bác có nhu cầu sở hữu thì các bác ới em nhé. Cảm ơn các bác nhiều.